Cửa tùng đôi cánh dài, nhất hạnh. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Khi chàng dũng sĩ về đến chân núi thì trăng cũng vừa lên. Trăng 19 soi sáng cảnh núi rừng cô tịch. Ánh trăng nhấp nháy đùa giỡn trên lá cây. Đêm thu mát lạnh. Cảnh vật hình như không có gì thay đổi sau 7 năm xa cách. Cảnh vật tuy không xa lạ nhưng cũng không thân mật chào đón người cũ từ phương lạ trở về. Chàng dũng sĩ dừng lại ở chân núi, nhìn lên. Trước mặt chàng, con đường mòn lên núi đã bị đôi cánh cửa tùng khép chặt. Chàng đưa tay cố đẩy, nhưng hai cánh cửa kiên cố vẫn im lìm, không lay chuyển dưới sức mạnh của đôi cánh tay chàng. Chàng lấy làm lạ. Ngày xưa, chẳng bao giờ sư phụ chàng lại cho đóng chặt cửa lên núi như thế này. Chỉ có một con đường đưa tới am sư phụ mà thôi, nhưng bây giờ lại bị đóng chặt. Hớn hở, chàng vỗ tay và đốc kiếm, phi thân nhảy qua. Nhưng chàng không nhảy qua khỏi, một mãnh lực gì nếu lấy thân chàng trở lại, khiến chàng không cất mình lên khỏi hai cánh cửa tùng. Chàng rút gươm định chém rời cánh cửa, nhưng khi chạm tới cánh cửa, lưỡi gươm văng trở lại như chạm vào thép cứng. Chàng chùng tay, đưa lưỡi gươm lên nhìn. Lưỡi thép sáng loáng dưới ánh trăng, cánh cửa tùng rắn quá, và hình như đã thu nhận thần lực của sư phụ chàng, nên đã đóng kín đường mòn lại một cách hết sức vững chãi. Chàng thở dài cho gươm vào vỏ, rồi ngồi phịch xuống tấm đá lớn gần bên, ôm đầu nghĩ ngợi. 7 năm về trước, chàng còn nhớ rõ khi chàng xuống núi, sư phụ chàng đã lặng lẽ nhìn chàng một hồi lâu, không nói năng gì. Cái nhìn của người tuy dịu dàng, nhưng có lẫn đôi chút xót thương. Chàng đã cúi đầu im lặng trước đôi mắt dịu hiền và cái nhìn bao dung của sư phụ. Hồi lâu người mới thong thả bảo chàng, ta không thể giữ con ở mãi bên ta, thế nào rồi con cũng phải xuống núi để hành đạo, để cứu người và giúp đời. Ta cho rằng con có thể ở lại cùng ta trong một thời gian nữa, trước khi con rời ta xuống núi. Nay con đã muốn xuống thì con cứ xuống, nhưng con, ta mong con nhớ những điều ta dặn khi con đã đi vào cuộc sống đồng sự và lợi hành. Rồi người cặn kẽ dặn chàng về những điều chàng nên tránh và những điều chàng nên làm. Sau hết, người từ tốn và dịu dàng để tay lên vai chàng. Con phải nhớ những tiêu chuẩn hành động mà ta đã truyền thọ cho con trong 5-6 năm trời học tập. Chớ bao giờ làm một việc gì có thể gây khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Trong hiện tại cũng như trong tương lai, hãy tiến bước mạnh dạn trên con đường mà con chắc có thể đưa con và mọi người về nơi giác ngộ. Nên nhớ muôn đời những tiêu chuẩn khổ vui và mê ngộ để mà hành đạo độ đời. Thanh bảo kiếm mà ta đã trao cho con hãy sử dụng nó để diệt trừ ma chướng. Hãy xem đó như lưỡi gươm trí tuệ nơi tâm, con sẽ dùng để hàng phục mê chướng và si vọng. Nhưng để giúp con, ta cho con thêm một bảo bối này, để con có thể thành tựu công quả một cách dễ dàng. Người thông thả lấy trong tay áo ra một chiếc kính nhỏ và đưa cho chàng. Đây là mê ngộ cảnh. Tấm kính này sẽ giúp con biết rõ thiện ác chính tà. Có người gọi nó là kính chiếu yêu. Bởi vì qua tấm kính này, con có thể thấy được nguyên hình của loài yêu quái. Chàng nhận bảo kính và cảm động đến nỗi không nói nên lời. Tờ mờ sáng hôm sau, chàng lên bái biệt sư phụ xuống núi. Người tiễn chàng xuống tận dòng Hổ Khê, và thầy trò từ biệt nhau trong tiếng suối róc rách chảy. Sư phụ đặt bàn tay hiền dịu lên vai chàng, nhìn thẳng vào cặp mắt chàng, và nhìn theo chàng dũng sĩ ra đi. Người còn dặn theo, nhớ không con, nghèo khổ không thay đổi, vũ lực không khuất phục, giàu sang không mờ ám nghe. Ta ở đây đợi ngày con mang đạt nguyện trở về. Chàng nhớ lại những ngày đầu tiên xuống núi tiếp xúc với cuộc đời.
chàng đã gặp trên con đường hành đạo bao bộ mặt khác nhau của con người, đã dùng bảo kiếm và mê ngộ cảnh của sư phụ chàng một cách có hiệu quả. Chàng còn nhớ, có một lần kia, trên con đường hành đạo, chàng gặp một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, đi lại gần chàng và mời chàng về động để bàn tính công việc giúp đời. Đạo sĩ tỏ ra rất hăng hái với việc cứu nhân độ thế và giúp ích mọi loài. Ban đầu, chàng say sưa nghe theo lời đạo sĩ, nhưng trong lúc tiếp xúc với vị đạo sĩ, chàng nhận thấy người này có dáng vẻ khả nghi. Chàng đưa tay rút mê ngộ cảnh ra chiếu. Trước mắt chàng không phải là một đạo sĩ, mà là một con yêu lớn có hai nanh dài, một cặp sừng trên trán và hai con mắt xanh lè đổ lửa. Chàng vội nhảy lui lại và rút bảo kiếm chém. Yêu quái cố sức kháng cự, nhưng cuối cùng chàng đã thắng. Và yêu quái hiện nguyên hình, quỳ dưới chân chàng, khinh dung toàn tánh mạng. Chàng bằng lòng tha tội, nhưng buộc yêu quái phải trân trọng hứa lui về tu luyện để thoát xác thành người, mà không được trá hình đạo sĩ để lừa bịp và tìm cách nuốt sống những kẻ khờ dại dễ tin. Một lần khác, chàng gặp một vị đường quan rất có dáng dấp của một bậc cha mẹ dân. Vị đường quan râu dài bạc phơ, hứa sẽ trọng dụng chàng và đã chịu khó thức suốt một đêm để bàn với chàng về những điều chánh trị ích quốc lợi dân. Vị đường quan đã tỏ ra mình là một người thiết tha đến hạnh phúc muôn dân. Nhưng khi đưa mê ngộ cảnh lên, chàng quảng hốt nhận đó là một con heo khổng lồ với cặp mắt háo đói, thèm khát, vô cùng khủng khiếp. Chàng đứng dậy rút gươm chém. Yêu quái bỏ chạy, nhưng chàng đã nhảy ra, đứng chận giữa cửa công đường và hét bảo nó hiện nguyên hình. Con heo kinh khiếp hiện nguyên hình, quỳ dưới chân chàng cầu xin tha tội và hứa sẽ về tu luyện tinh tấn, thoát xác biến lười, không còn dám trá hình để đút rỉa xương thịt người dân vô tội. Có một hôm đi ngang qua chợ, chàng thấy thiên hạ già, trẻ, trai, gái xúm quanh ngồi hàng sách. Người đang bày bán sách và tranh cho mọi người là một cô gái mặc hoa da phấn, trên miệng luôn luôn sẵn có một nụ cười. Thiên hạ trầm trồ khen ngợi tranh vẽ và thi nhau mua sách. Bên cạnh cô ta lại có một cô gái khác, cũng mặc hoa da phấn, tay ôm đàn, miệng cất tiếng hát, khiến mọi người đã mua sách phải mê mẩn tâm thần, không muốn rời khỏi cửa hàng. Thật là một cảnh thái bình nên thơ. Chàng cũng ngây ngất đứng nghe, và cuối cùng chàng lại gần, cầm lên một bức quà. Màu sắc làm chàng choáng ngợp, nhưng qua nội dung, chàng thấy thoáng gợn trong tâm linh một ít nghi ngờ. Đưa mê ngộ cảnh lên nhìn, chàng hốt hoảng thấy nguyên hình hai con rắn độc phun độc phè phè. Chàng vội gạt mọi người ra, rút bảo kiếm quát lên: "Nghiệt súc, đừng phun độc hại người!" Mọi người chạy toán loạn. Hai con rắn độc văng mình tới, nhưng trước thần lực của lưỡi bảo kiếm, cuối cùng đành phải khoanh tròn dưới gối chàng van xin thứ tội. Chàng dùng bảo kiếm cắt đứt nọc độc, đốt cháy cửa hàng và tha cho yêu súc, buộc cả hai phải hứa trở về núi tu luyện cho thoát kiếp ngập độc phun người. Cứ thế, chàng đã sử dụng bảo kiếm và mê ngộ cảnh theo đúng lời sư phụ dặn để cứu người và giúp đời. Chàng đã sống miệt mài với nhiệm vụ. Đã từ lâu, chàng vẫn tự cho rằng chàng là người dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Cuộc đời không thể gián bóng chàng. Chàng đã trà trộn trong cuộc sống, có khi thành công, nhưng cũng có nhiều khi thất bại. Đối diện với cuộc sống đầy mưu mô gian trá, nhiều lúc chàng phải uống mình, linh động theo hoàn cảnh để chinh phục và chiến thắng. Có lúc chàng say sưa miệt mài trong công việc, chàng cảm thấy thích thú khi hành động. Có khi chàng say quên cả ăn cả nghỉ. Vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy vì vui thích mà thực hiện hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để mà phụng sự. Thời gian cứ trôi như thế cho đến 7 năm. Một hôm, trong lúc ngồi nghỉ bên một dòng sông, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, chàng giật mình thấy đã từ lâu, gần 2 năm nay, chàng không dùng đến mê ngộ cảnh. Chàng không dùng không phải là chàng quên rằng mình có mê ngộ cảnh, mà chỉ vì chàng thấy không thích dùng. Chàng nhớ lại trước đây, đã có một thời chàng dùng mê ngộ cảnh một cách miễn cưỡng. Chàng nhớ lại những ngày mới xuống núi ấy,
chàng đã chiến đấu rất hăng hái khi thấy nguyên hình những yêu quái xuất hiện trên Mê Ngộ Cảnh. Chàng cũng cảm thấy hân hoan vô hạn khi soi thấy trên Mê Ngộ Cảnh hình dáng các bậc hiền nhân. Nhưng trong thời gian trước đây, một cái gì khác lạ đã đến trong tâm hồn chàng. Đến lúc nào chàng không nhận rõ, chàng đã không thiết tha lắm khi nhìn thấy hình bóng một bậc hiền nhân, mà cũng không giận dữ lắm khi nhìn thấy một bóng hình yêu quái. Trong bóng hình yêu quái đó, đôi khi chàng lại nhận ra một vài nét hơi quen thuộc, và lưỡi bảo kiếm đã có thờ ơ khi có những bóng hình yêu quái xuất hiện trước kính thần. Cho đến những ngày gần đây, chàng không dùng Mê Ngộ Cảnh nữa. Chiếc kính vẫn nằm trong túi áo chàng, nhưng đã từ lâu không còn được sử dụng. Chàng lấy làm lạ và đã nói nhiều lần định quay về hỏi sư phụ. Nhưng đã 3 tháng qua, bận bịu những gì không đâu, chàng chưa có thể trở về. Mãi cho đến hôm 12 tháng 8 trước đây, đi ngang một rừng mai hoa nở, thấy sắc hoa trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh trăng thu, nhớ đến những ngày thơ ấu bên rừng mai già học tập với chân thầy, chàng mới quyết định trở về. Đường về sao chàng thấy xa quá. 7 ngày trèo non lặn suối mới về tới được chỗ cũ, nhưng đến chân núi thì trời đã tối. Trăng cũng vừa lên và 2 cánh cửa tùng cũng đã khép chặt lối mòn, chàng đành phải đợi. Buổi sáng, người sư đệ của chàng thế nào cũng phải xuống suối múc nước, và như vậy sẽ mở cửa cho chàng. Trăng đã lên tới quá đỉnh đầu, ánh trăng dằn dặc chiếu xuống rừng núi âm u. Trời càng về khuya càng lạnh, chàng lại rút kiếm ra nhìn. Ánh trăng lại lấp lánh trên lưỡi kiếm, chàng lại tra kiếm vào vỏ. Trên mặt chàng thoáng nét ưu tư sầu muộn. Chàng đứng dậy, ánh trăng sáng quá, núi rừng vẫn u tịch và lạnh lùng. Chàng ngồi xuống phiến đá chờ đợi. Quãng đời 7 năm qua lại trở về trong trí óc chàng. Trăng dần dần về phía núi xa, ngàn sao lấp lánh linh động hơn, và cuối cùng bắt đầu mờ nhạt. Phương đông đã nhuộm dần ánh sáng mờ mờ, đường viền ngọn núi đã nổi dần trên dần sáng nhạt. Bình minh sắp về, chàng nghe tiếng lá khô xào xạc trên núi. Ngẩng lên, chàng thấy một bóng người mờ nhạt từ trên núi đi xuống, chắc hẳn là người sư đệ của chàng. Trời đang tối quá, chàng nhìn không rõ, chỉ thấy hình bóng. Nhưng chắc chắn đó là người sư đệ, bởi vì tay có cầm tịnh bình. Chàng đứng dậy, bóng người tiến xuống, và khi đến gần cánh cửa thì cũng vừa nhận ra được chàng dũng sĩ. Đại huynh, sư đệ, đại huynh về bao giờ vậy? Ta về lúc trăng vừa mới lên và phải đợi cả đêm dưới này. Sao sư phụ lại cho đóng bích lớn lên như vậy? Người sư đệ mỉm cười, đưa nhẹ tay mở cửa. 2 cánh cửa tùng bật ra một cách dễ dàng, bước ra nắm lấy tay chàng và nhìn chàng tận mặt. Đại huynh ở một đêm giữa trời chắc lạnh lắm, sương phủ ướt áo thế này mà. Thôi, để tiểu đệ phủ bớt cho. Trước kia đệ thường ở dưới núi hái rau nhặt củi và luôn tiện canh chừng người lên núi, lâu lâu mới có một người lên núi. Nếu tiểu đệ thấy ai đáng lên hầu sư phụ thì tiểu đệ cho lên, nếu họ không đáng lên thì em sẽ lẩn tránh để cho họ lạc đường. Sư huynh biết rằng sư phụ không bao giờ muốn tiếp những người lên núi với tâm niệm không lành. Độ này tiểu đệ bận tập luyện luôn, mà sư phụ cũng bận ngồi tĩnh tọa trong thạch động, nên người dặn cho đệ khép cửa chắn ngang lối lên dưới này. Sư phụ có trao phép lạ khiến cho cửa tự động mở ra khi các bậc hiền nhân đến, nhưng khi những kẻ phàm tục lên thì cửa cứ đóng chặt không thể nào vượt qua được, nhất là khi kẻ ấy có yêu khí thì đừng mong lên núi. Chàng dũng sĩ cau mày. Nhưng không lẽ ta mà lại là yêu quái, sao cửa lại đóng chặt vậy? Vâng, đại huynh sao lại là yêu quái được, đệ cũng quên đi mất là tại sao cửa lại đóng. Nhưng bây giờ dù sao thì đại huynh cũng lên núi được rồi kia mà, vì cửa đã mở. Nhưng đại huynh đợi em chút nghe, đệ tiêu đệ xuống suối múc nước rồi cùng lên một thể, hay đại huynh xuống suối với đệ cho vui? Cười lên đi, đại huynh giận ai mà nét mặt trông khó đăm đăm như vậy. 2 anh em cười gian. Chàng dũng sĩ đi theo người sư đệ xuống suối. Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng phương đông đã rạng,
hai người đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Mặt suối lặng trong, in màu hồng của rạng đông. Bóng hai người đứng song song in hình trên mặt suối. Chàng dũng sĩ trong bộ võ phục hiên ngang, lưng đeo trường kiếm, người sư đệ trong y phục tiểu đồng hòa nhã, tay cầm tịnh bình. Hai người cùng nhìn bóng mình in trên mặt nước mỉm cười. Một con bọ nước nhảy làm mặt nước hồng gợn nhẹ, và bóng hai người rung rung theo làn sóng nước gợn. Bóng chúng ta trên mặt nước đẹp quá. Nếu bây giờ tiểu đệ múc nước thì sóng dậy và bóng tan mất. Anh em, đại huynh, mê ngộ cảnh sư phụ cho đại huynh còn giữ đó không? Còn đấy. Tại sao chúng ta không đem ra chiếu hình chúng ta xem nào? Chàng sực nhớ là từ lâu chàng chưa chiếu mê ngộ cảnh thử trước hình bóng mình. Chàng lấy kính thần ra, lau bụi vào vạt áo, chiếu trên mặt nước. Hai anh em châu đầu vào mặt kính. Nhưng bỗng cả hai người cùng hét lên một tiếng kinh hoàng, khủng khiếp. Và tiếp theo đó, chàng dũng sĩ ngã quỵ trên bờ suối bất tỉnh. Tiếng thét kinh khủng làm chấn động cả núi rừng quang dại. Một con nai đang uống nước phía trên dòng, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, ngơ ngác kinh sợ. Người sư đệ vừa trông thấy trong kính thần hình bóng của mình đứng bên cạnh hình bóng một con yêu to lớn, với đôi mắt tối sâu như hai miệng giếng không đáy, hai chiếc răng dài quặp sâu vào chiếc cằm vuông, trên một khuôn mặt xám ngoẹt như gà cắt tiết. Người sư đệ rùng mình dụi mắt nhìn lại. Trên bờ suối đá xanh, chàng dũng sĩ vẫn nằm ngã lăn bất tỉnh. Trên mặt vẫn còn in rõ nét kinh hoàng, đau khổ, hiện hình một cách thảm hại trên con người đã từng xông pha lăn lộn 7 năm trong cuộc đời đầy cát bụi. Phụ chú, tôi chấm dứt câu chuyện ngang đây, mà nghĩ rằng chàng dũng sĩ sẽ không còn lên núi được. Nhưng sau đó tôi nghĩ có thể thêm vào một đoạn như sau. Người sư đệ đến ôm lấy chàng dũng sĩ và lấy nước suối giả vào mặt chàng. Vài phút sau chàng tỉnh dậy, nét mặt vô cùng bi thảm. Hình bóng trên mê ngộ cảnh hiện ra bất ngờ quá, và ý thức tự giác trong nháy mắt đã làm cho chàng ngã quỵ. Chàng đã mất hết nghị lực, mất hết sự sống. Tứ chi chàng rời rã, chàng không thể đứng dậy được nữa. Một chân quỵ xuống cát, người sư đệ dịu dàng nâng chàng ngồi dậy. Nét thiểu não và khổ đau còn in rõ trên khuôn mặt chàng. Thôi, đại huynh vui lên, chúng ta sẽ lại lên núi. Giọng nói của người sư đệ êm như một hơi gió thoảng, nhẹ như một tiếng thì thầm. Nhưng chàng lắc đầu thất vọng, chàng không còn muốn sống. Đau khổ đã làm chàng thảm não, và tâm hồn chàng vừa bị tàn phá tan thương như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng. Chàng không còn dám có ý tưởng lên núi để nhìn mặt sư phụ. Người sư đệ vuốt tóc chàng an ủi. Thầy thương huynh lắm. Không sao đâu, đại huynh sẽ ở mãi bên thầy. Đại huynh sẽ sống bên đệ như những ngày xưa em đẹp cũ. Đệ không ngờ bao nhiêu năm dưới núi đã tàn hại huynh đến như vậy. Và người ta thấy trên con đường mòn treo leo lên núi, bóng người sư đệ lần bước dìu chàng dũng sĩ trở lên đồng. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bóng hai người in trên màn sương mỏng nhẹ của núi rừng buổi sáng. Tia nắng đầu tiên soi rõ dáng điệu thiểu não trả trời của chàng dũng sĩ, bên cạnh dáng điệu dịu dàng từ hòa của người sư đệ. Mặt trời đã nhô khỏi đỉnh núi xa.